Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại giáo xứ Our Lady of the Rosary, Greenville, South Carolina, ngày 31 tháng 3 năm 2013 để tường trình đến quý vị một số hình ảnh về đại lễ phục sinh của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Greenville, South Carolina. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong không khí vui tươi mừng Chúa phục sinh, hơn 400 đồng hương Công giáo Greenville và nhiều nơi trong tiểu bang South Carolina đến tham dự đại lễ phục sinh do Linh mục Đậu Quang Minh chủ tế và Linh mục Phan Quan Học quản nhiệm cộng đoàn đồng tế. Đây là phụng vụ quan trọng nhất trong năm, là đỉnh điểm của phụng vụ Công giáo, được khởi đầu 6 tuần lễ trước với mùa chay, tuần thánh. Đặc biệt 3 ngày trước đại lễ phục sinh gọi là Tam Nhật Thánh. Thứ năm tuần thánh tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, Chúa đã lập phép thánh thể, lập chức linh mục và rửa chân cho các tông đồ để dạy đức khiêm nhường. Thứ sáu tuần thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu là cao điểm công cuộc cứu rỗi con người của Chúa. Đặc biệt, năm nay cộng đoàn có nghi thức ngắm đứng, tức là suy niệm 15 sự thương khó của Chúa. Thứ 15 thì ngắm Chúa Giêsu được mai thân trong. Thứ bảy tuần thánh với đêm canh thức chờ đợi Chúa phục sinh, nghi thức chính chung cho cả cộng đoàn Mỹ và cộng đoàn Việt, gồm công bố tin mừng phục sinh, làm phép lửa mới, đốt và rước nến phục sinh từ đống lửa ngoài nhà thờ, tượng trưng ánh sáng mới Chúa mang đến cho con người. Giáo dân thắp cây nến của mình từ cây nến phục sinh như dấu hiệu của sự sống, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Kế tiếp là thánh lễ vọng phục sinh. Trong thánh lễ có nghi thức rửa tội cho tân tòng. Cộng đoàn nhắc lại lời hứa rửa tội mà cha mẹ đã nói thay cho họ khi mới sinh ra. Để sống cho sứ là con cái tự do của Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Trở lại đại lễ mừng Chúa phục sinh, SPTN South Carolina xin chia sẻ niềm hân hoan vui mừng vì Chúa đã sống lại cùng quý đồng hương Công giáo. Thượng Trần tường trình từ South Carolina xin kính chào quý vị.